Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh lại giới thiệu tiếp đến anh em một chiếc âm ly của hãng Lookman và model của chiếc mini này LV103. Anh em đã từng nhớ thì cách đây khoảng một năm trước, vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, Việt Vinh đã từng bán một chiếc âm ly cũng hiệu Lookman và cũng là model LV103. Trong clip đó thì Việt Vinh đã giới thiệu rất là kỹ về model LV103. Đây là một chiếc âm ly, nó cho một chất âm rất là ấn tượng. Và cái dòng âm ly LV103 là một cái dòng âm ly mà Việt Vinh bán cho anh em chơi với một cái mức giá rất là tốt. Vào tháng 1 năm 2022 thì Việt Vinh bán cho anh em chiếc âm ly Lookman LV103 với giá là 3.9 triệu. Và trong clip này thì chiếc âm ly này Việt Vinh cũng bán cho anh em với một mức giá là 3.9 triệu. Một mức giá rất là tốt, rất là ấn tượng cũng như là chất âm của nó. Anh em biết rồi thì dòng âm ly Lookman là một cái dòng âm ly mà nó cho chất âm rất là ngọt ngào và nó rất là nhẹ nhàng anh em ạ. Nó không mạnh bạo như những chiếc âm ly khác. Anh em nào mà thích chất âm nhẹ nhàng, tình cảm, tinh tế thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc âm ly Lookman LV103 chúng ta chơi. Và như anh em nhìn rồi, cái dòng âm ly Lookman LV103 này thì rất là ấn tượng khi mà đập vào mắt chúng ta, đó là có hai bóng đèn điện tử ở cái mạch ở dề này anh em nhé. Mọi chức năng của chiếc âm ly Lookman LV103 này thì hoạt động hoàn hảo. Và đây là các công tắc tín hiệu đầu vào. Hiện tại thì Việt Vinh đang sử dụng là cổng tín hiệu CD. Đây, đèn đó vẫn sáng đầy đủ hết anh em nhé. Đây. Một chiếc âm ly rất đáng để cho chúng ta chơi. Còn đây là cái phần hình thức trước mặt của chiếc âm ly Lookman LV103. Đây. Một chiếc âm ly đã trải qua 5 tháng. Ở trên này thì nó có một vài vết xước ở chỗ GG này anh em này. Đấy. Đây là một chiếc âm ly hàng bãi, cho nên là nó cũng không tránh khỏi một vài vết xước sát nhỏ. Đấy, chỗ GG này anh em nhìn nhé. Đấy, Việt Vinh có như thế nào Việt Vinh bán cho anh em như vậy. Nhưng mà Việt Vinh nghĩ rằng cái này không ảnh hưởng gì cả đâu. Quan trọng đây là một chiếc âm ly zin nguyên bản. Đẹp xuất sắc luôn. Còn đây là cái phần mặt đáy của chiếc âm ly Lookman LV103 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đấy, chúng ta có thể nhìn cái băng dính vẫn còn nguyên này. Đấy. Băng dính vàng, băng giấy. Đây là những con ốc. Rất là mới đúng không anh em? Rất là mới. Đẹp, đẹp xuất sắc. Anh em có thể nhìn cái phần mặt sau cũng vậy. Đẹp xuất sắc luôn. Và cái phần mặt sau này Việt Vinh cũng chưa vệ sinh đâu anh em nhé. Việt Vinh mà lau thì rất là đẹp. Đây, vết bụi vẫn còn nguyên này anh em này. Bụi tây đây anh em ạ. Cái bụi tây thì bao giờ cũng có dạng kiểu tơ tơ như này này. Đấy, có những cái sợi lông rất là nhỏ, anh em nhìn thấy chưa? Một chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Đấy, anh em nhìn này, cái cầu tiếp mát này. Mới quá, rất là mới. Còn đây là cái phần nội thất của chiếc âm ly Lookman LV103. Chúng ta có thể nhìn cái phần nội thất của nó rất là mới đúng không ạ? Và nó chạy 4 sò than xanh đen. Đây, 4 sò than xanh đen đây. Hai tụ lọc ENA. Tất cả còn nguyên bản hết anh em nhé. Cái chỗ này là cái chỗ hai bóng đèn điện tử tiền khuếch đại. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Riêng cái phần nội thất này của nó rất là mới. Một chiếc âm ly nguyên bản. Để anh em có thể nhìn sassi xung quanh này. Đấy, rất là mới. Ở bên này nữa. Hiện tại thì Việt Vinh đã lau qua một chút rồi. Anh em có thể nhìn qua. Sassi của nó, mặt sau của nó mới không ạ? Rất là mới. Số series của nó là 4198D. LV103. Nguồn điện 100V, công suất 220W.
rất là đẹp, đúng không ạ? Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng cánh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc đi Lookman LV103. Và giá bán của chiếc Camry này vẫn như giá mà chiếc Camry trước mà Việt Vinh đã từng bán với giá 3.900.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc Camry này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Đây là một mức giá rất là tốt, anh em nhanh tay sở hữu.